Chuyên gia chỉ ra vũ khí đã giúp Ukraine ngăn chặn lực lượng Nga tấn công Avdiivka ở mặt trận Donetsk trong suốt những tuần qua. Trong 3 tuần qua, các lữ đoàn Nga đã tăng tốc tấn công vào các hướng Bắc và Nam Avdiivka, một thành trì của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở vùng Donbas. Tuy nhiên, các nỗ lực của Moscow vẫn chưa đạt kết quả cụ thể, khi Ukraine vẫn có thể cản phá đà tiến của đối phương. Mục tiêu của Nga là rất rõ ràng. Đó là vây bọc và cắt đứt nguồn tiếp tế hậu cần của lực lượng đồn trú Ukraine ở Avdiivka, bao gồm cả lữ đoàn cơ giới 110. Điều này sẽ buộc Kiev phải đưa ra một lựa chọn khó khăn giữa việc bỏ thành phố này hoặc tái triển khai thêm các lữ đoàn tinh nhuệ từ khu vực khác tới chi viện. Tuy nhiên, theo Forbes, có một yếu tố đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Nga, đó chính là lực lượng pháo binh của Ukraine. Chuyên gia nhận định, vua chiến trường, pháo binh đã phát huy hiệu quả trong việc chặn các nhóm thiết giáp và xe tăng của Nga xuyên phá Avdiivka và khiến Moscow chịu tổn thất. Mỗi lữ đoàn bộ binh Ukraine ở Avdiivka đều có pháo cỡ lớn và bị phóng rocket, nhưng hỏa lực pháo binh chính trong khu vực thuộc về lữ đoàn pháo binh số 55 của quân đội Ukraine. Đó là một đội hình mạnh mẽ và đặc biệt phù hợp với cuộc chiến khốc liệt xung quanh Avdiivka. Lữ đoàn 55 là một trong 14 lữ đoàn pháo binh riêng biệt của quân đội Ukraine. Nó được trang bị nhiều loại hỏa lực khác nhau, bao gồm pháo Zatsin B và M-Star B của Liên Xô cũ, cũng như ít nhất 10 khẩu pháo thực hành Caesar mà các đồng minh NATO của Ukraine viện trợ. Caesar là pháo thực hành duy nhất của lữ đoàn và đã hỗ trợ cho nỗ lực ngăn đà tiến của Nga. Caesar đưa phép bạn vào vị trí bắn và khai hỏa trong vòng chưa đầy một phút, một xạ thủ người Ukraine cho biết, bắn vào mục tiêu và rời khỏi vị trí mất từ 3 tháng 5 phút. Khai hỏa rồi di chuyển nhanh chóng giúp khẩu đội Caesar tránh được hỏa lực phản pháo của quân Nga. Để bắn trúng một khẩu đội Caesar trước khi nó rút khỏi vị trí, người Nga phải xác định được hướng của những quả đạn pháo đang bay tới, cử một máy bay không người lái trinh sát vị trí những chiếc Caesar đang khai hỏa, sau đó khai hỏa để phản pháo. Nga phải thực hiện tất cả những nhiệm vụ trên trong 180 giây, nếu muốn hạ gục Caesar trước khi rời sang vị trí khác và tấn công. Không phải vô cớ mà Nga dù đã cải tiến chiến thuật phản công trước chiến dịch Avdiivka, Moscow dường như vẫn chưa phá hủy được bất kỳ tổ hợp Caesar nào của lữ đoàn 55. Ngoài ra, Caesar cũng được trang bị đạn chùm M864 do Mỹ sản xuất. Mỗi quả đạn lớn sẽ bung ra 72 quả đạn nhỏ, kích cỡ bằng lựu đạn bên trong, gây ra thiệt hại trên diện rộng. Avdiivka, thành phố được xây dựng xung quanh một nhà máy luyện cốc rộng lớn thường được so sánh với Bakhmut. Avdiivka nằm cách thành phố Donetsk do Moscow kiểm soát chỉ 15 km. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khu vực phía đông, phía bắc và phía nam Avdiivka, dần thắt chặt vòng vây nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra xa Donetsk. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.